Các bạn đang ở sở thú Zurasa tại Nhật Bản đó nha. Có biết mấy con khỉ này là con gì không? Fan hâm mộ linh trưởng đâu rồi? Tiêu phát hiện chỉ Google chưa có nhiều thông tin về loại khỉ này nên muốn bày ra trò chơi tặng quà tiên cá năm mới 2018 cho các bạn để trở thành người cá bảo vệ động vật giống Tiêu. Trước mùng 10 Tết, ai trả lời đúng nhất tên của giống khỉ này sẽ được Tiêu thả tim trong bình luận và liên hệ tặng quà đầu năm nha. Giống như lì xì vậy đó. Ok, chơi ha.